tránh bốn điều cấm kỵ này, cuộc sống ắt lên hương. Quý vị thân mến, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heliograph từng nói, tính cách quyết định vận mệnh. Con người ai cũng có tính tốt và tính xấu. Đối với người làm nên nghiệp lớn, nhân cách tốt giúp đạt được vinh hoa trong sự nghiệp và cuộc sống, trong khi nhân cách xấu có thể hủy hoại cả cuộc đời. Người xưa nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay, nhưng đối với một số tính cách xấu thì dù khó khăn đến mấy cũng phải thay đổi. Trải qua một năm 2022 đầy khó khăn, chỉ những người hiểu bản thân mới có thể tránh được những điều sai lầm cơ bản dưới đây để có thể tiến xa trong năm mới. Hãy cùng lắng nghe và tránh bốn điều cấm kỵ này, quý vị nhé. Thứ nhất, tránh tính tự mãn. Càng tiếp xúc với những người đẳng cấp, bạn sẽ càng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Khách quan mà nói, sức người có hạn nên khả năng và kiến thức của bất kỳ ai cũng tương đối hạn chế. Vì vậy, có thể nhận ra khuyết điểm của bản thân chính là hiện thân của trí tuệ. Thế nhưng không ít người chưa nhận thức được điều này. Họ tìm mọi cách che giấu khuyết điểm mà chỉ thổi phồng những gì đang có. Nên nhớ rằng, ranh giới giữa sự tự tin và tự mãn rất mỏng manh. Càng có thói quen chủ quan và ảo tưởng về bản thân, họ sẽ càng tụt hậu, thậm chí trở thành ếch ngồi đáy giếng. Con người có thể bỏ một năm, 10 năm hay nhiều hơn thế nữa để xây nên thành công. Nhưng tính tự mãn như một liều thuốc độc có thể phá vỡ thành công đó chỉ trong tích tắc. Mỗi người chúng ta phải biết quản trị, kiểm soát bản thân và phải có hướng đi, sự kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thứ hai, không hiểu chính bản thân mình. Lão Tử từng nói, hiểu người khác là thông minh, hiểu được chính mình mới là bậc thánh nhân. Những người khôn ngoan thực sự nhận ra được sự thật rằng, muốn chiến thắng trong cuộc đời phải biết người biết ta. Trong đó hiểu được chính bản thân mình còn quan trọng hơn việc hiểu về người khác. Chỉ những người hiểu đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mới có thể biết bắt đầu tìm kiếm thành công từ đâu. Ngôi nhà cao phải có móng vững chắc, hiểu rõ về bản thân mình chính là xây một cái móng thật chắc cho sự phát triển về sau. Những người không có khả năng tự nhận thức về bản thân cũng như một ngôi nhà móng yếu, một khi gặp bão sẽ chẳng thể vững vàng. Một khi thất bại, họ thường không suy nghĩ lại về những điều bản thân đã làm, không rõ nguyên nhân. Một người như vậy sẽ không thể tiến bộ, cuộc đời họ sẽ chỉ rơi vào ngõ cụt. Thứ ba, thường xuyên than vãn. Cái này không thuận mắt, cái kia cũng không vừa ý, mọi thứ đều không ổn. Đây là kiểu người cho rằng tất cả mọi thứ xung quanh đang cố ý làm khó anh ta. Những người này không bao giờ tìm hiểu hay nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác mà chăm chăm đổ lỗi, than vãn và phàn nàn. Chung Yu-yong, người đã gây dựng nên đế chế Hyundai, tập đoàn đa quốc gia lớn thứ hai Hàn Quốc, từng nói với mỗi người, ý chí là quan trọng nhất. Còn trẻ, bạn có thể nghèo tài sản, nghèo vật chất, nhưng không được phép nghèo ý chí. Cứ mãi đổ lỗi cho khó khăn, hoàn cảnh nghèo nàn và thiếu thốn nguồn lực, bạn sẽ mãi chỉ là một tên đớn hèn, vô dụng và thất bại. Thứ tư, thiếu tử tế. Trong cuộc sống, việc sống tử tế rất quan trọng. Chúng ta phải sống tử tế, đồng thời cũng phải bảo vệ và tôn trọng sự tử tế của người khác. Những người khôn khéo sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác và sẽ không để người khác cảm thấy bị xúc phạm. Một số người ít có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Họ dễ kích động, trút cảm xúc của bản thân lên người khác, luôn cho rằng người khác là nguyên nhân gây ra sự khó chịu. Từ góc độ khác, những người dễ tức giận là những người thiếu tự tin. Những người có tính cách này làm việc kém hiệu quả bởi họ để cảm xúc chi phối quá nhiều. Trước một diễn biến họ dễ hoang mang rối bời, vì thế khó có quyết định sáng suốt, tự chủ, khó đứng dậy khi vấp ngã. Đôi khi họ tự làm vỡ các mối quan hệ của mình. Ngược lại, những người luôn muốn thể hiện sự vượt trội của họ trước người khác có thể vô tình trở nên vô duyên, thậm chí xúc phạm nỗi đau của người khác trong nhiều trường hợp. Thật vô cùng thiếu tôn trọng khi xây dựng hạnh phúc của riêng bạn trên sự đau khổ của người khác. Quý vị thân mến, bạn không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh và phước đức của mình. Người có 3 đặc điểm sau đây báo hiệu một năm mới hưởng phước lành, ngồi không cũng có quý nhân phù trợ.
Thứ nhất, tĩnh. Ngày nay, cuộc sống cạnh tranh khốc liệt trong vòng xoáy kim tiền khiến người ta trở nên phụ thuộc quá nhiều vào vật chất. Áp lực đè nặng lên thân thể và tinh thần khiến họ dễ dàng bực dọc, nóng nảy, gấp gáp, lo âu. Những điều này suy cho cùng cũng bởi vì họ thiếu đi một phần bình tâm, tĩnh khí. Người xưa dạy, đối diện với mỗi việc lớn cần phải tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn, hiểm nguy cận kề thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Do đó, phàm là người làm được việc lớn thì nhất định phải là người có tĩnh khí. Đặc biệt là sau khi về già, thể lực và tinh thần suy giảm, làm việc gì cũng dễ mắc sai lầm, hoảng sợ. Do đó, chỉ cần ta giữ cho đầu óc tỉnh táo mọi lúc mọi nơi thì mới không làm được những việc sai lầm khiến bản thân phải ân hận. Người không bình tĩnh được hay nóng nảy không những không biết phân biệt phải trái mà còn dễ rước họa vào thân. Do vậy, chỉ khi nào con người có được tâm hồn thanh thản, bình an thì mới có thể thấu hiểu được lẽ sống và tìm ra hướng đi của hạnh phúc. Có tĩnh thì mới có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được tinh thâm của trời đất và quy luật của vạn vật. Có tĩnh mới có thể thực sự không màng danh lợi, an nhiên trước sự sủng ái và không sợ hãi trước sự nhục mạ. Có tĩnh mới đặt được ý chí ở nơi cao xa, ở chuyện lớn mà không bị thành tích làm cho kiêu ngạo và thất bại làm cho uể oải, chán nản. Dưỡng được điều này, khi chúng ta gặp bất kể chuyện gì đều sẽ giữ được tâm không loạn, nâng vật nặng mà thật nhẹ nhàng, chính trực để xử thế. Do đó, tĩnh là một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới và cũng được xem là một trong những loại trí tuệ đặc thù. Thứ hai, thiện. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện. Người xưa cũng từng nói, con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng, không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi. Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mạng riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, có kẻ đang lùi. Nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người. Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng, bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán. Là người khôn ngoan, muốn được bình yên, hay nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua. Nếu bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện. Hơn thua chỉ mệt thân. Nếu ở đời này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác. Ngoài ra, nếu chúng ta làm việc tốt, dù chúng ta không được biết đến, nhưng việc làm tốt sẽ được đền đáp bằng phước lành. Đặc biệt khi về già, làm được nhiều việc có lợi cho người khác thì càng được quý nhân phù trợ. Từ đó cuộc sống cũng luôn an yên, vui vẻ, hạnh phúc. Mục đích của chúng ta khi làm việc thiện tất nhiên không phải để được người khác biết ơn, nhưng điều này lại có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản khi hưởng phước. Và rồi những thứ này cũng khiến chúng ta trở thành một người cao quý và được kính trọng. Thứ ba, buông. Khi còn trẻ, không ai muốn sống một cuộc sống bình thường giản dị. Do đó, mọi người đều theo đuổi những việc làm có công và yêu một cuộc sống hào hùng, tự hào đạt được những thành tựu mà người khác không sánh được. Tuy nhiên, trên thực tế, khi bản thân về già mới ngộ ra rằng đó chỉ là danh vọng mà thôi. Bản thân càng bị ám ảnh bởi danh lợi thì càng đau khổ khi về già. Nỗi đau nằm ở việc so sánh bởi người khác và nỗi đau nằm ở việc rơi vào những xung đột lợi ích bất tận. Chỉ khi một người có thể từ bỏ lòng tham bên trong của mình, anh ta mới có thể có được sự nhẹ nhõm thực sự và anh ta cũng sẽ hài lòng với thực tế của cuộc sống. Cuộc sống không phải là giành giật thành công mà là ở tâm thế hạnh phúc, không phải là có nhiều mà là được chăm chút từng ít một. Tĩnh, thiện và buông chính là trạng thái vui vẻ của tâm hồn, là sự sáng suốt của tâm trí.